Tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai đã thắp sáng hình ảnh nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và quốc kỳ Anh vào ngày 11 tháng 9 vừa qua để tưởng nhớ người có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh. Burj Khalifa là một nhà chọc trời ở khu vực trung tâm mới của thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Với tổng chiều cao lên tới 829,8 m đây được biết đến là công trình nhân tạo cao nhất thế giới, từng được xây dựng, đồng thời cũng là một trong những điểm thu hút du lịch nổi tiếng ở Dubai. Kể từ khi nữ hoàng Anh từ trần hôm 8 tháng 9, nhiều thành phố trên thế giới cũng đã tắt đèn và thắp sáng các tòa nhà để chia buồn với hoàng gia Anh, cũng như tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của bà.